Hello, xin chào các mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Bây giờ thì Quốc Chiến đang có mặt tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Quốc Chiến cũng nhận được cái thông tin là cô Sáu và anh Toàn đã trở lại Sài Gòn để mưu sinh sau 2 tuần về thăm quê. Thì bây giờ Quốc Chiến cũng sẽ ghé qua để xem là bây giờ hai mẹ con như thế nào rồi, để lắng nghe những cái chia sẻ của họ về cái khoảng thời gian tuyệt vời khi mà được đoàn tụ với người thân sau 13 năm xa cách như thế nào. Và cũng để hỏi là cô đã làm xong cái chứng minh nhân dân chưa, để mình có thể là giúp cô là gửi cái số tiền là 50 triệu đồng còn lại vào cái sổ tiết kiệm, để mà hai mẹ con có cái lãi ngân hàng sử dụng vào cái thời gian tới ha. Bây giờ mọi người theo chân Quốc Chiến nha. Chỗ mà hai mẹ con ở là trên một cái đường nhỏ đối diện với lại trường, kia là trường tiểu học Linh Trung các bạn ạ, ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường số 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Bây giờ mình vô mình thăm với hai mẹ con nha. Hello, chào hai mẹ con. Chào đi con. Chào đi, vô đây chào coi. Này đeo khẩu trang luôn hả? Hay đang làm gì vậy? Đang uống sữa, giờ cho uống nước. Dạ. Mới uống sữa xong ha. Mới uống sữa. Uống sữa buổi chiều. Chào đi con. Chào. Chào sao? Chào. Chào chị tí ra. Chị tí ra. Chào. Bữa nay biết chào đó ha. Biết chào. Ai chỉ cho chào vậy? Hồi giờ vô nó chào là chị ra vậy. Chị ra. Dạ. Chào. Chào vậy đó. Có hai tuần không gặp mà tóc mọc dài ha. Tóc dài. Bây giờ mà chưa hớt rồi, chưa hớt được. Rồi bình thường ai hớt cho? Nhà tự mua cái thông đơ đó, nhà tự cắt. Vậy hả, cô tự cắt cho ăn luôn hả? Cắt luôn cho. Mấy học cái kéo lâu lắm, cách mấy tiếng đồng hồ mới xong ạ. Mới xong cái mua tông đơ, mấy năm nay cũng mua cái ủi luôn. Dạ. Hôm bữa đi về quê thành chùa hôm trước lại cho đẹp. Chứ không rồi ủi chặt hết luôn vậy đó. Dạ. Bữa là ủi cái chùa hôm trước lại dài. Nước là cứ đổ vô là vậy đó. Đổ vậy đó, ha. Uống cháo cũng phải đổ vậy đó. Đổ vậy đó. Sữa thì mình phải ngồi mình bóp. Chứ nó không có hút được. Hai mẹ con ở quê vô lâu không? Mệt không? Cái lúc đi ra là ngủ được, là nó không mệt. Mà cái lúc đi vô cái nằm cái giường đầu tiên cái không có chỗ nằm ngủ được. Nằm ở xa thì không làm sao coi nó. Nằm gần thì cái ông phụ xe cũng nằm nữa, không có ngủ được. Hôm qua giờ vô là say bồ bồ luôn. Say xe hả? Đi xe không ói mà về nhà ói. Ói cái xong đi mua thuốc, nó rối loạn tiền đình nha. Đi mua 6 liều thuốc uống hôm qua giờ. Là làm ngày nay nó mới đỡ. Còn máu vô cái bạn bè tới nữa. Là uống nhiều nước vậy ha. Uống ca lớn luôn. Bỏ tay xuống cho đỡ mỏi. Vô rồi không có ai, có hai mẹ con không phải lo nó nữa, thành đừ luôn, không có nghĩ được. Về quê thì có gì? Cái gì lo rồi là nghĩ cái lạnh phế. Về quê sao cô Sáu? Cái cửa lạnh vui lắm, về quê cái lạnh quá cái anh đòi đi vô. Vậy ha. Anh đòi đi vô, còn cái xong cái chừng hết lạnh á. Hết lạnh cái đòi ở lại. Dạ. Cái lúc sáng mà xe điện là nó đòi ở lại 5 ngày nữa. Rồi ở lại buồn thiêu rồi thôi. Còn giờ con muốn ở mấy ngày thì nó bóp 5 tay rồi ở 5 ngày nữa. Nói sao bây giờ xe kêu rồi, đi vô con đi vô máy làm rồi chứ ở sao được. Lâu sao được, đi vô cho nhiêu đó được rồi. Ban đầu trời lạnh là đòi vô lại Sài Gòn á. Mà lạnh luôn á. Là đòi vô. Nhưng là vô liền. Rồi 3 ngày lạnh dữ lắm không? Vậy ha. 3 ngày lạnh lắm. Lạnh phải đi mua cái quần dài cho nó nè, mua bộ đồ milima dài tay cho nó nè. Vì mặc cái lạnh gì thì phải đi mua bao tay rồi nữa. Thế xong giờ đi vô là đỡ lại bộ đồ milima trong vải mày. Cái khi mà hết lạnh thì đòi ở lại chơi hết tiếp. Đòi ở lại chơi tiếp. Ngày hôm qua đây mệt nằm hỏi giờ con muốn đi về nữa, giờ tay lên muốn đi về. Muốn về hả? Muốn đi về mấy ai cứ đặt xe đi về nha, muốn đi về. Bữa con đi nấu không? Đi nấu luôn. Cái tay nấu luôn. Ở về quê mà gặp lại ông ngoại rồi gặp người thân rồi ăn đó, sao? Không có một ngày nào mà không có khách hết á. Vậy ha. Từ cái ngày gì à? Chừng cái ngày đi là bà con tóc đông cái nhà bà cố nó đông hết nhà bà cố luôn vậy đó, chuyển lên xe là không còn thấy nhìn người nào luôn á. Vậy hả, đông lắm hả? Đông lắm. Mọi người thương mọi người tới thăm phải không? Bạn cấp 1, cấp 2 gì mà cũng thơ xe lên, ở dưới Phước Tán thì bước luôn á. Thơ xe lên, còn bạn cấp 2 rồi bạn cấp 3 gì mà lên quá chừng. Có vui là cái thằng chồng đi làm mà kêu con vợ ở nhà qua thăm chứ thằng chồng gì không được. Cái con vợ ở nhà qua thăm. Rồi còn thằng Huy là nó làm ở Sài Gòn nó không về được á. Dạ. Kêu mẹ lên thăm. Đó, lớp với bạn, vợ bạn lên thăm, một lớp mẹ bạn lên thăm. Sống ngon nghĩa tình quá ha. Trời ơi, bà gặp con nhau hay là tới
có cái cơ hội gặp là mọi người dành thời gian tới thăm. Thăm xong rồi tôi bắt đầu gần đi, bắt đầu thăm quần lại lần nữa là thăm cho nó đi vô. Không ngày nào không có khách hết á. Không bước chân ra khỏi nhà không có lên được má bà ngoại nó luôn á. Dạ. Ở nhà không có ngày nào. Lúc mà chia tay ảnh buồn dữ không? Buồn ai bắt đầu chặt cười luôn, mới chừng đến lúc đi là không còn cười nữa. Buồn. Buồn. Cứ đòi ở lại. Toàn về quê sao, kể của chị nghe coi, vui không? Vui không? Vui cho cao lên con. Vui cho cao lên. Vui. Vui gặp lại bạn bè vui không? Qua bà bố cũng chặt dẹo cười quá trời cười luôn. Vậy mà bữa trước không có chịu về. Bắt đầu buồn, không vui. Giờ đòi đi nữa. Ráng khỏe rồi vài bữa mẹ cho về nữa ha. Trời vui quá trời vui luôn. Vui mà có bữa tới 8 giờ mấy mới đi tắm rửa luôn á. Dạ ha. Ăn cơm xong là cái gọi là bắt đầu có bà con đó, không ngày nào mà không có người tới đó. Từ sáng tới chiều tối, từ sáng tới chiều tối vậy đó. có một ngày nắng lên là cho nó ăn xong là 10 giờ kém rồi, bắt đầu 10 giờ mấy, 11 giờ bắt đầu đẩy đi ra là từ đầu làng tới cuối xóm là hỏi nhà ai nó cũng biết hết á. Nhớ hết hả? Nhớ hết á, nhà nào cũng biết hết á. Lớn nhỏ già trẻ gì nó nhìn chập là nó biết ra hết. Không quên ai hết á. Trời vui, vợ bạn đi thăm nó con, bạn chồng con là bạn. Con không phải bạn. Vậy ha. Vợ bạn cũng đi thăm. Cứ người đi thăm. Mẹ đi thăm cho con luôn. Thiệt. Dạ. Thiệt có bước thiệt tình, không ai mà được bằng luôn hết. Trời bạn bè đà con thăm quá chừng là thăm luôn. Ở dưới có cánh thì bước bà con ở dưới hầu dưới đó. Thôi xe lên luôn. Có bà ba bà đi không nổi mà chân bị yếu mà cũng đi lên luôn. Đi người dìu ra xe luôn, bà cũng đi. Cái toàn lên nắm tay bà khắc quá chừng luôn. Vậy ha. Ông nắm tay bà ba khắc quá chừng. Nhớ hết à, bà ba là em của... Không, bà chị hàng xóm. Chị hàng xóm hả? Xóm ở gần nhà. Chùa bác ba lên thành mà nó khắc. Đấy, chứ đâu con. Ôm bác ba, cái nắm tay bác ba khắc quá chừng luôn. Vui quá chừng vui luôn. Ra vô bạn bè lo tiền xe hết. Nói đỡ đi về, đỡ giùm cô la mấy đứa mà đưa tiền là cô cũng lên, cô trả tiền xe. Xe kia xong nó nói xe là xe chở giùm, đỡ mình phải đưa tiền á. Dạ hả? Chừng lên xe nói đưa giùm, mình nghĩ sao mà xe quen biết ở đâu nói xe chở giùm. Xong sáng điện về nó cô tới nơi rồi, giờ mấy đứa đưa tiền phải không? Cái nó cười là nó sợ mình đưa tiền, nó lo tiền hết luôn. Là không có, ra vô không có tốt mà bạn. Quý vậy là mừng rồi. Mình gặp hoàn nạn nhưng mà được mọi người yêu thương vậy là một cái điều đáng mừng. Về mới vô làm luôn rồi hả? Làm hồi chiều hôm qua ngầu dậy làm được mấy cái rồi. Hồi sáng một chắc đồ nó chó chiều qua. Nãy giờ đang làm hả? Cô cũng đang làm qua giờ mới làm được mất một cái chứ mấy. Dạ. Thì lúc phía cũng làm rồi chứ. Làm cái hàng bữa giờ lâu rồi. Rồi nghe nghĩ lâu. Không cô, phải bỏ thang xoáy đồ mới khô. Dạ ha. Cứ lạnh phải bỏ xoáy mới có đồ cho nó mày. Vô rồi đi chợ búa mua đồ ăn đủ gì chưa hay là mang quê vô? Có ai đâu đi chợ, hay ở các khu quốc chiếc người ta đó là ra đồ qua cái bà bán là cái gì? Đột bí. Cho cô Chiến coi bữa ăn này coi. Mua ngon quá đột bí, anh có gì cứ quay người ta cười. Cái này là nước chứa ở đầy rồi chứ. Dạ, nấu nước uống hả? Các khu quốc chiếc trời coi. Trời, bữa vậy hả? Đó, còn cái này là đột bí, sao? Rồi, xong bữa giờ, tối là ăn miếng cá khô đó là miếng đọc bí là sao á? Xong cái chiều. Đây là con cháu nó nấu một mít bên đó nó hấp cơm đâu nó sáng giờ qua cho đem qua luộc đỡ nó luôn. Hồi trưa giờ nấu cơm cho ăn. Đây là cái bà quế ở trong này, bà mới cho chú buổi sáng. Dạ. Vậy thì vui rồi ha. À, Lê cô đòi xem tivi chưa? Dì là đòi xem tivi chứ. Đi vô là nó đòi ở lại nhưng mà nói con đi vô coi tivi chứ bỏ tivi nó nhớ là đòi vô coi tivi. Còn về nhà là tivi ông ngoại là không có mạng á, mở không có gì hết, không thèm trả lại tivi cho ông ngoại chứ không lấy tivi nữa. Không xem được phải không? Không xem được, phải trả lại tivi ông ngoại cho ông ngoại xuống nhà dưới coi. Rồi bây giờ lại là ở nhà bà cố, nhà ông ngoại là cười thì sát luôn vậy đó. Vậy chưa mất con cá này anh Toàn ơi. Vô là đòi cá liền, sáng giờ ăn xong là cũng tao con cá liền. Chưa mất con cá nữa anh Toàn ơi. Ăn xong là cho con cá liền chứ không? Sáng ăn xong rồi thả con cá. Lâu lâu mới thả ra chơi chứ đúng không? Đó, tụi mới cử động cái tay chứ. Dạ. Cho nó làm mới cử động chứ. Tập cái tay đó. Qua mới vô là bạn bè tới cũng đông 4-5 đứa tới nữa. Dạ. Vô tới ngày Chủ nhật là mấy đứa nó không về được là mấy đứa nó ghé qua. Mấy bạn ở xa. Không qua được, không xa đâu á, mình cũng nhận qua chứng lực đó là không đi qua được.
Hay quá ha, hồi xưa chắc anh chơi cũng hòa đồng nên là bạn bè nhớ ha, bạn bè thương ha. Cấp 1 tới cấp 2 mà trời thiệt quá quý thiệt á. Con gì không được mẹ lên thăm, nói là mẹ của Huy nè. Nhờ Huy gì không được nên là mẹ đi lên thăm. Có vui là có con vợ. Có con vợ đi thăm giùm chồng á. Chồng đi làm xa. Có tâm nghiệp đi thăm giùm đó. Đi thăm giùm. Rồi giấy tờ làm xong chưa cô Sáu? Giấy tờ là ngày 8 là nó mới có rồi đó, nhưng mà người ta nói mình là 3-4 ngày sau là mới có con này. Chuyển vô nó có tới 11, 12 gì không biết ngày nào, không biết. Ủa lỡ rồi nữa sợ nó có muộn không, mình chưa biết ngày nào. Để thì khi nào mà có giấy tờ thì có thể là liên lạc với Quốc Chiến ha. Chưa biết. Phải điền thì điện cho biết là vô thì, vậy thôi. Cái số tiền mà người ủng hộ Quốc Chiến đưa cho cô Sáu một phần rồi, còn 50 triệu á thì Quốc Chiến là đợi cô Sáu làm giấy tờ, Quốc Chiến làm cho cô Sáu cái sổ tiết kiệm nha. Rồi mỗi tháng cứ ra ngân hàng rút lãi để mà bù vô mà chăm con ha. Rồi bữa giờ bà con cũng cho tiền giờ. Cái tiền hy vọng cái tiền đó là đừng có đụng tới. Đỡ cho dành lâu dài gì sau đỡ. Cái đau yếu gì, hy vọng thì đó, khi nào mà là có cái giấy tờ rồi thì báo Quốc Chiến nha. Rồi. Nhớ ăn cá hả? Kính thưa các bạn, thì hôm nay Quốc Chiến cũng có dịp Thủ Đức thì ghé thăm an toàn với cô Sáu một chút ha. Thì giờ vẫn chưa có giấy tờ nên là chưa có thể là dắt hai mẹ con hay là sổ tiết kiệm được. Thì khi nào có cái giấy tờ thì cô Sáu báo cho Quốc Chiến biết nghe. Thôi bây giờ thì Quốc Chiến cũng chào mọi người ra về. Hẹn gặp lại người trong những cái video mới nha. Thôi chào cô Sáu ha. Cô Sáu làm tiếp đi nha. Cô Sáu có quà quê. Ồ, có quà hả? Bây giờ quê là bánh tráng là của con cháu nó tráng nó cho. Dạ. Còn cái này là gì? Nói là bún này là ở đây đặc sản. Cái này là bánh in là của bà mợ. Dạ. Bà mợ bà quá trời đã luôn. Là một yếu đây. Rồi sao? Cái bún này là đặt cái này hướng dẫn từ hồi giờ cũng chưa ăn. Hướng dẫn cái này. Dạ. Đồ ăn mà nó xào thì đổ nước nhiều vô làm sao đó, đổ nó khô làm sao đó. Đó cái này là đó đặc sản của An Khái đó. Như dạ, đặc sản mình đấy ha. Bày giấy mà không biết xào nữa thôi, mình nấu mình làm cái gì phở gà mình nấu nước ăn đi. Dạ. Phở gì ăn dễ đi. Xào không biết đường bày rồi về sợ nó không ngon. Dạ. Kiểu đổ nước tiếp gì á, xào 59 rồi sao đó. Gửi lời cảm ơn mọi người nha. Trời cho quá trời quá đất luôn kìa. Bánh tráng là con cháu con của bà chị. Dạ. Em cái thằng bữa có điện thoại quay đó là nó cho. Chọn bà bánh tráng dùng dưới. Chọn gửi lời cảm ơn mọi người rồi, nha. Rồi đó. Bánh in là của bà mợ. Quá trời quá đất. Rồi. Không có gì có quà quê nhiều. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn Quốc Chiến nhiều. Về ạ. Rồi, chào.